truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Ủa, sắp chị về nữa hả? Hình như sắp mưa hay sao á. Thấy trời tối thui à, gió thổi đùng đùng nữa. Tôi chưa muốn về, trời mưa càng lớn càng tốt. Tôi chán cuộc sống này quá rồi. Ủa, sếp đang than vãn hả? Thôi về với vợ con đi sếp. Trời ơi, vợ con gì chứ, cuộc đời này là bể khổ mà. Dạ, tại sao cậu không gửi cái bản vẽ BK26 cho tôi hả? Nhưng mà em tưởng ngày mai mới phải nộp cho sếp ạ. Ngày mai cái gì? Ngày mai là phải chuyển cái bản vẽ đó cho đối tác rồi. Cậu được mang kỳ công gì? Cậu phải ở đây làm đêm cho tôi ha, hoàn suốt đêm cho tôi. Cái sếp. Vô chân rồi, cậu làm tôi thất vọng quá. Các cậu làm việc tốt lắm ha. Ráng ở lại đêm nay đi ha, hoàn thành xong cái dự án này, sáng mai sẽ có tiền thưởng. Sếp biết vợ em rồi đó, nó không cho em ngủ ngoài đâu, nó biết nó xé xác em ra. Sếp cho em về nha sếp. Dạ, vậy là sếp cũng biết bệnh của em rồi. Em mà không về nhà nằm đúng ngay cái giường của em là em bị đau lưng cả tháng trời sếp à. Rồi các cậu cứ về ha. Dạ, dạ. Sáng mai khỏi đến công ty làm việc nữa ha. Tôi không thể nào ngủ đây suốt 10 tiếng đồng hồ được. Cả ngày hôm nay tôi đã mệt mỏi với cái dự án đi khùng rồi. Nè, tại sao bây giờ mình không kiếm một cái quán bar nào đó, nhào vô nhậu cho đã rồi tối quay trở lại đây làm việc. Nhưng mà ngoài trời đang mưa, làm sao đi được? Này, có đấy, chúng ta sẽ làm nên lịch sử, tối nay chúng ta sẽ quậy nát công ty này luôn. Nhân danh công đoàn, cậu cùng chung ý nghĩ với tôi đấy. Nhưng mà liệu có được không? Bây giờ sếp mà biết anh em mình bị đuổi việc ấy. Đúng rồi, đó là chưa kể các cô gái sau khi thức chúng ta rồi, ngày mai sẽ quay lại tìm là chết đấy. Này, các cô gái nào? Trời ơi, mấy anh nghĩ sai ý tôi rồi. Tôi nói đây là mở sòng đánh bạc biết chưa? Mở xong á? Chơi luôn, đợt này em đang hết tiền. Lâu rồi không được vặt lông mấy con gà. Này, cậu ám chỉ ai là gà đấy? Lúc này tôi đánh bài hơi bị lên tay đấy. Không biết ai mặc ai đấy. Nhưng mà như thế vẫn thiếu mất một chân. Đúng rồi. Yên tâm, ai tôi sẽ gọi Hoàng Long. Con bạc của công ty chúng ta sẽ lột hắn từ từ. Chặt đi, ai chặt đâu? Chặt. Ui, này. Chặt đi. Ông Quyên. Cái gì đấy? Ông đánh cho con gà toàn để Gia Huy nó qua thôi. Bài nhỏ mà đổi chỗ đấy. Đổi chỗ. Ơi, sòng giãn đánh đổi chỗ. Sòng giãn này đổi sòng giãn. 3, 4, 5. 5, 6, 7. Mày đánh đâu? Đâm giả. Bao. Tới. Dạ thưa sếp. Buồn nên là tổ chức cho nó vui thôi. Nào, về phòng làm việc. Về cái gì mà về? Các cậu làm tôi thất vọng quá. Tại sao ở trong công ty mà các cậu lại tổ chức đánh bạc mà không kêu tôi? Trần Quỳnh, cậu về liền. Cậu đánh dở cậu về liền. Đánh xòe lại ba người này. Chị bài đi. Bắt đầu từ ngày mai đó, ba cậu dọn đồ để ở đây với tôi luôn. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.